khi mà mình mua cái cây về mà lỡ cái bầu đất mình nó bể thì sao? Thì nó đã chết rồi á, nó ảnh hưởng tới cái thân của mình. Cái cọng rễ mà nó dập á, hoặc là nó cúi cái đầu nè, mình nên cắt ngọt phải hết á. Không có nên tứ kích thích rễ để cho cái cây của mình nó mau lên chậu hay không, đây là cắm dừa chấu bà cho. Tỷ lệ là cắm dừa với chấu là 50, cho là phân nửa là 1/2. Rồi, xin chào tất cả anh em á. Thì hôm nay em xin giao lưu với anh em mình một lô linh sam á, cũng còn có 9 cây cuối cùng à. Em xả Tết luôn nha anh em, rất mong anh em mình ủng hộ ha. Lô này là linh sam Song Hinh không nha anh em. Rồi. Cây đầu tiên, cây mã số là S1 ha, mã số là S1. Rồi để em đo thông số cho anh em mình tham khảo ha. Hoành là 24 hoành nha anh em. Chiều cao là 60 ha. Tàn ngang là 50 nha anh em. Một cốt trực lách rất là đẹp nha. Tàn mịn đều hết trơn nha anh em. À, đế đều, đế nở đẹp luôn, đế lực luôn nha. Rồi cây mã số S1. Cây này em xin giao lưu với anh em mình là 1.300.000. Đó, mã số S1 là 1.300.000. Em bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn nha. Tiếp theo cây S2, xả luôn anh em ơi, xả lấy vốn lại ăn Tết anh em ơi, sắm đồ Tết, chưa sắm đồ Tết luôn. Linh sam Song Hinh nha anh em, 34 hoành. Ở cây này là song thủ nha. Chiều cao là 55, tàn ngang cây này là 55 luôn anh em ơi. Đó, song thụ à, cái bệ đế nở đẹp nha anh em. Tàn là mịn hết trơn, tàn đều hết trơn ha, vô dây là kính tàn luôn rồi. Đó. Rồi cây S2, cây này em xin giao lưu với anh em mình là 1.200.000, mã số S2 là 1.200.000. Em bao ship toàn quốc cho anh em, cây này rất là to nha anh em, tàn đều mịn luôn. Rồi tiếp theo đó, em chỉ còn một cây siêu bông duy nhất ha, dáng đổ. Cây này cho anh em mình về mình ghép tiểu cảnh rồi mình chơi cũng khá đẹp nha anh em. Ở linh sam á, cây này siêu bông nha, còn một cây duy nhất. Hoành là 10, hoành thân là 10 ha, chiều cao là 25, cái tàn dài của nó là 60 nha anh em. Đó, anh em mình xem nha, tàn mịn hết trơn rồi. Rồi cây S3, mã số là S3, cây này em xin giao lưu với anh em mình là 650.000. Đó, bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn nha. S4, cây này tàn đều hết trơn nha anh em. À, tàn đều này là nữa em sẽ rút chậu ra đóng khung cho anh em mình. Cây này cũng khá là to nha, hoành là 25 hoành, linh sam Song Hinh nha anh em, chiều cao là 38 ha, tàn ngang này là 50. Cây này là đang lặt lá để vô bông ha, cây này nó đang ôm nụ nha anh em, cây này thì ôm nụ rất là nhiều. Đó, cây này Tết là mình chơi được nè anh em, ngay Tết luôn đó. Rồi cây S4, cây này em xin giao lưu với anh em mình là 800.000, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. S4 800.000 ha. Cây S5, cây này cái gọng nó lắc anh em ơi, tàn dày kính mít luôn nha anh em. Đó, cây này cũng đang vô bông nha, nụ rất là nhiều nha anh em, rất là nhiều nụ luôn. Nụ dày lắm anh em ơi, 32 hoành, chiều cao là 46, tàn ngang là 55 ha,
Linh Sam cũng rất là siêu siêng bông nha anh em. Anh em chỉ cần lặt lá cắt nước là nó sẽ có bông thôi. Rồi cây mã số này là S5, em giao lưu với anh em mình là 900 ngàn nha, bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo cây mã số S6. Đó, cây này cái gọng lắc nè anh em, rất là đẹp nha. Cây này thì bông thì nó lai gai ha, bông thì nó không được nhiều cho lắm. Cái đường thân lắc rất là đẹp nha anh em. Linh Sam Song Hinh ha, hoành là 21, chiều cao là 48, tàn ngang này là 50 nha anh em. Rồi cây S6, cây này em giao lưu với anh em mình là 800 ngàn, em bao ship toàn quốc ha. Nữa em sẽ rút chậu em gửi cho anh em mình ha, nè em dở lên cho anh em mình xem nè, nó rất là nhiều đế gãy luôn, gãy rất là nhiều ha. S7, cây này thì song thụ nha anh em nè, lắc rất là đẹp ha. Thì đặc điểm của cái cây này á, em báo cho anh em mình ha, cái mặt này là nó bị lũa đây nè anh em, lũa bị lũa cái mặt này ha, tàn dày mịn đó. Rồi để em đo thông số cho anh em mình tham khảo ha. 24 hoành, chiều cao là 35 ha, tàn ngang đó là 65 nha anh em. Đó, anh em mình xem kỹ ha. Rồi cây mã số này là S7 nha anh em, em xin giao lưu với anh em mình là 850 ngàn. Đó, có lũa ha, ra bán rẻ cho anh em mình chơi ha, 850 ngàn, bao ship toàn quốc luôn anh em ơi. Tím hết trơn nè anh em. Đó. Linh Sam rất là xiên bông anh em, về mình lặt lá mình cắt nước là có bông à. 17 hoành, chiều cao là 50 ha, tàn ngang này 50 luôn anh em ơi. Đó, cái gọng lắc cây này rất là đẹp ha, tàn mịn ha. Linh Sam Song Hinh nha anh em. Rồi cây S8, cây này em xin giao lưu với anh em mình là 900 ngàn, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. S9 cũng là cây cuối cùng của clip ha, tàn dày cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đó, cây này nó cũng đang ôm nụ bông rất là nhiều nè anh em ơi, mấy cây mà cằn cằn ít lá là nó đang ôm bông đó nha anh em. Hoành ngay vị trí này là 24 ha, chiều cao là 34, tàn ngang này là 68. Cây này thì nó bị lũa nha anh em, em xin báo cho anh em mình ha, em lũa ngay mặt này nè, nó hóp vô là khoảng 2 lóng tay nha. Đó, ra em bán rẻ cây này cho anh em mình chơi nha. Rồi cây S9 cũng là cây cuối cùng của clip luôn anh em ơi, cây này em xin giao lưu với anh em mình là 850 ngàn ha, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi. Rồi em cũng xin chào, chúc anh em mình sức khỏe nha, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.